Vợ chồng thợ hồ vượt 50 km trả nửa tỷ đồng cho người chuyển nhầm. Phát hiện có người chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản, gặp vợ chồng ở Quảng Bình chạy xe máy hàng chục cây mi để chuyển trả lại. Ngày 23 tháng 4, Công an xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết đơn vị vừa hỗ trợ người dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục chuyển trả gần 500 triệu đồng cho chủ tài khoản đã chuyển nhầm. Hai hôm trước, chị Nguyễn Thị Ánh, 36 tuổi, chú thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận gần 500 triệu đồng từ người lạ. Chị Ánh cùng chồng sau đó trình báo công an, nhờ tìm người chuyển nhầm để trả lại. Quá trình xác minh, công an xác định chị Nguyễn Thị Hương, 29 tuổi, chú tỉnh Bình Phước, là người đã chuyển nhầm số tiền trên cho chị Ánh. Từ sự hỗ trợ của công an, vợ chồng chị Ánh đã chạy xe máy vượt hơn 50 km vào một ngân hàng tại thành phố Đồng Hới, chuyển trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Công an địa phương cho biết chị Ánh sức khỏe yếu, thường đau ốm nên làm nghề đan mây truyền thống. Còn chồng chị này thợ hồ, gia cảnh cặp vợ chồng khá khó khăn. Chính quyền địa phương đang đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng hành động đẹp, ý nghĩa của vợ chồng chị Ánh.